khi đang hòa 1-1 ở set quyết định, Djokovic mắc một loạt sai lầm trong game cầm giao bóng. Anh tấn công hỏng rồi trượt chân, còn Alcaraz tận dụng thời cơ ghi winner. Tay vợt Tây Ban Nha sau đó ăn 4 game giao bóng còn lại và thắng chung cuộc với tỷ số 1-6, 7-6, 6-6, 1-3, 6-6, 4. Tức giận vì thua điểm quan trọng, Djokovic đập mạnh vợt vào cột lưới và bị trọng tài cảnh cáo. Anh sau đó thay vợt, nhưng không thể lật ngược tình thế. Djokovic đập vợt vào cột lưới sau khi thua game giao bóng quyết định. Sau trận, Djokovic ném tặng khán giả chiếc vợt bị anh đập nát. Một cổ động viên viết trên Twitter, chiếc vợt bị Djokovic đập đó đáng giá một khoản tiền không nhỏ. Chúc mừng cổ động viên nào lấy được. Người khác lo ngại Djokovic có thể bị phạt vì hành vi này, nhưng cũng có nhiều ý kiến bênh vực tay vợt 23 lần vô địch Grand Slam và cho rằng phản ứng của anh là bình thường trong hoàn cảnh như vậy. Chung kết 2023 được xem là một trong những trận tranh vô địch gay cấn nhất lịch sử giải Wimbledon. Djokovic thắng dễ set đầu, nhưng bị Alcaraz lật ngược tình thế. T. Trong thời điểm quyết định, Alcaraz chứng tỏ bản lĩnh trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn. Djokovic đã vô địch Wimbledon 4 lần liên tiếp trước khi thua Alcaraz ở chung kết. Thất bại này cũng khiến tay vợt 36 tuổi không thể cân bằng kỷ lục 8 lần đăng quang tại giải Grand Slam sân cỏ duy nhất trong năm do Roger Federer nắm giữ. Sau trận, Djokovic thừa nhận Alcaraz gây bất ngờ cho anh bởi khả năng thích ứng trên mặt sân cỏ. Tôi cứ nghĩ là chỉ gặp khó khăn khi đấu với cậu trên sân đất nền hay sân cứng. Sự thích ứng của cậu trên sân cỏ rất nhanh chóng dù mới chơi một vài giải trên mặt sân này. Dù sao, chúc mừng Alcaraz vì đã thắng một cách xứng đáng, tay vợt Serbia nói.